Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án đó trên kênh của mình thì mời bớt chút thời gian cho mình nút like, nút đăng ký kênh đồng hồ mình nhé. Cũng như các bạn có thể join vào nhóm Telegram ở dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những dự án đó những kèo đó mới nhất và những dự án kiếm tiền cũng như các kèo đó mà đã phân phối token hay là chưa phân phối token mình có chia sẻ trên nhóm hai kênh Telegram đấy nhé một là kênh hát chân new erot WT, còn một kênh nữa là erot apply chân new nhá trong này thì hai kênh này một mọi người có thể bình luận comment cũng như chia sẻ cũng như có thể là uh, gọi là trao đổi các uh, uh, các uh, bình luận nào mà uh, tức là các bạn cảm thấy như thế nào thì các bạn có thể trao đổi trong nhóm này nhá rồi uh, trong video hôm nay mình cập nhật cho mọi người cái kèo trước đây mình chia sẻ với mọi người đó là kèo nhận được tốc cần à, đào tốc cần mnb ở trên con app à, mini apply mọi người nhá kèo này thì là khi mọi người đăng ký thành công à, nhập mã mời thành công mã mời nhập là phải bắt buộc mọi người nhá khi nhập xong thì mọi người nhận được hai cái máy đào pri và hiện nay thì theo à, thông tin thì à, con này à, sắp tới nó sẽ mine net thì à, chúng ta cần các bước để à, để tiến bữa tiến tiến tới mine của cái dự án này mọi nhá. thì đầu tiên là các bạn cần phải vào cái app này cho mình, app uh, miner uh, applet này đấy. sau đấy vào đây mọi người cần phải mua cho mình hai cái máy, à một máy một máy hai máy tùy lượt tức là các bạn nếu mà các bạn có uh, nhiều tốc cần uh, mnb này các bạn có thể mua nhá. đấy. bởi vì sau nét thì mình nghĩ là hai cái máy pre này thì nó sẽ không cho mọi người khai thác nữa. và thứ hai là cái tốc cần ở phần ví này, này mọi người bấm vào đây. cái phần phần ví này này. À, chắc là nó sẽ reset lại mọi người nhé đấy thì cái này thì thông tin thì nó vẫn chưa có nhưng mà chúng ta đang pre thì chúng ta cần phải uh, tận dụng được cái token mnb này khai thác để mọi người có thể mua máy, máy nhé ở đây cái phần wallet tức là chắc là phần wallet mainnet nhá à, thì nó vẫn chỉ hiển thị này còn phần pending wallet tức là phần à, đây là thử nghiệm thôi đấy bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người mua máy này bấm vào trang chủ trước tiên này tiên này ở đây mình cũng đã mua hai cái máy rồi Ngoài ra các bạn mua rồi thì các bạn cũng có thể bán thôi nhưng mà chúng ta nên mua và giữ lại để tăng tốc độ khai thác nhá. Đấy. Để mua được cái máy này thì cái min của nó sẽ là 200 token MNB. Mọi người để cho mình cái chợ đây, Bán hình bên xe này. Đấy. Ở đây trong này một cái máy nhỏ nhất là máy giá thấp nhất là nó sẽ là 200 MMD MNB mọi nhá. Khi các bạn mua thì các bạn bấm buy này. Đấy. Sau khi bấm buy rồi thì nó sẽ có giao diện như thế này, mọi người sẽ bấm buy Now Nếu các bạn đủ 200 token mnb thì mọi người sẽ bấm buy Now thì một tí gì uh, bấm xong thì nó sẽ lập tức các bạn sẽ thấy hiện thị quay trở lại này. Các bạn sẽ bấm vào hình uh, trang chủ đây, mọi người sẽ nhận thấy là cái mọi máy của mọi người đấy nhá. Ok chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp cái máy này lên. Ở đây bấm vào cái máy các bạn vừa mua xong này hoặc là cái máy free cũng được để tiến hành nâng cấp thì các bạn bấm vào cái cộng đây này đấy mỗi một lần nâng cấp như cái máy của mình đây một lần nâng cấp thì mình sẽ mất khoảng 5 mb đấy mình sẽ bấm vào đây update này ok chưa thì nó sẽ chạy này tùy thuộc cái máy của các bạn mua giá trị bao nhiêu nhá ở đây mình đã update sẵn rồi đây có đâu xe như vậy là xong rồi tiếp sao tiếp theo là bấm vào cái dòng chữ xanh cái này cũng tiếp tục update này cũng là mất 5 mdb này từ 1 đến 4 nào Ok ở đây mình đã update rồi nhá nó không cho update nữa rồi đấy khi mà người muốn bán cái máy thì mọi người chỉ bấm vào đây này bấm sell view này đấy bấm vào đây đấy sau đấy mọi người đặt cái số lượng là tốc cần của mọi người đây sau khi đặt số lượng tốc cần xong thì bấm vào list on market đi thôi đấy là xong đấy vậy xong rồi nhá đấy rồi bây giờ tiếp theo là <laughs> mọi người để ý cho mình cái chợ này đấy thì bấm vào đây này thì nó sẽ có phần bên này là tức là những cái người người ta đang rao bán này tất cả là cái máy này đấy còn my listing là mình vừa bán một cái máy thử xem có bán được không đây với giá trị là ở đây là phần của mình nhá còn history tức là phần mình mua máy cũng như là bán máy nằm nằm ở đây mọi nhá đấy ok chưa rồi một điểm nữa là các bạn bảo là không tìm thấy cái phần để mọi người mời người khác tham gia dự án thì bấm vào ba gạch bấm cái hình ví này đấy sau đấy mọi người để cho mình cái bánh răng đây rồi sau khi để bánh, bánh răng xong mọi người sẽ bấm phần uh, referral end uh, đấy và đây mọi người có thể copy cái mã mời này để đi chia sẻ với bạn bè và người thân nhé đấy cái kèo này thì là mọi người cần phải là À, mời bạn bè mới nhận được token mọi người nhá. À, máy hai cái máy đào đấy, đấy. Rồi có phần này phần language chúng ta có sự chuyển đổi ngôn ngữ này. Ở đây thì hiện tại vẫn chưa chức năng này vẫn chưa chưa, chưa được hoàn thiện này, cũng có phần transfer uh, change password uh, tức là chúng ta có thể thay đổi mật khẩu cũng là, um, các bạn thay đổi thôi. Còn phần này là phần uh, chúng ta toàn tiền thôi, uh, đồng USDT nó là mặc định rồi. Đấy. Rồi ta quay lại này. Nói chung là cái kèo này thì các bạn nên làm ngay cho mình nhá. Bây giờ chúng ta cần phải nếu các bạn đã theo dõi video của mình hướng dẫn cách đây mấy ngày rồi thì chắc các bạn cũng đủ 200 tốc cần MNB rồi đúng không ạ? Thì chúng ta nên vào mua một cái máy ở dưới này nhá. Đấy, một cái máy lever thấp nhất này, đấy. Mua cho mình. Bởi vì sau này nếu như nó lên máy nét rồi thì chưa chắc cái máy đạp pri này nó cho chúng ta khai thác nữa đâu và cái tốc cần MNB này thì <laughs> các bạn mà không À, không không mua máy thì lỡ nó nó reset lại thì nó sẽ không vàng về không thì chúng ta như xem là nhìn, chúng ta không tham gia dự án này nhé đấy kèo này thì tốc uh, một tốc cần mnb nó có giá trị uh, theo như <laughs> thông tin thì sẽ là một tốc cần mnb sẽ là một usdt mọi người nhé đấy ok như vậy là mình đã cập nhật cho mọi người kèo MNB, mnb tốc đào tốc cần mnb thì anh em nào đã theo dõi video này thì có thể uh, và mua máy và nâng cấp cái máy đào cho mọi, uh, cho mình nhé đấy uh, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video hẹn mọi người những video dành theo xin chào và hẹn mọi người